Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình. Cảm hứng của video ngày hôm nay đến từ những loại nước ép, những loại nước giải khát mùa hè. Và layout đầu tiên sẽ có tên gọi là nước cam ép màu 07. Đến từ nhà Roman Handbook Edition, mình sẽ sử dụng làm lớp base. Đây là một màu cam đào khá là tự nhiên. Tuy nhiên, nếu như mọi người đánh mỗi màu son này thôi thì nó sẽ khá là kén da và kén nên răng. Nhưng mọi người chỉ cần kết hợp thêm màu M9 đến từ nhà Mercy Dreamy Late Night Melody nữa, cũng là một tông cam đào nhưng có thêm sắc nâu. Mọi người đánh vào lòng môi thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng ombre cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và đồng thời, cái ưu điểm của chất son Melotin nhà Mercy nó sẽ giúp cho phần nào cải thiện được cái sự khô môi của cái dòng mate đến từ nhà Roman. Do đó đây cũng sẽ là một sự kết hợp khá là phù hợp cho các bạn có đôi môi khô nha. Và cuối cùng, nếu như các bạn thích thêm một cái sự ẩm mượt nữa, bóng bóng nhẹ nhàng trong trẻo nữa thì đừng quên kết hợp thêm màu 11 đến từ nhà Roman Handbook Edition. Đây là một màu son phải nói là cực kỳ đẹp và độ bám màu của nó khá là tốt nha mọi người. Và nó sẽ là một sự kết thúc hoàn hảo, nó sẽ khiến cho đôi môi của chúng ta có hiệu ứng căng mịn, ẩm mượt. Và đồng thời thì cái độ bám màu khi mọi người kết hợp ba màu son này thì phải nói là siêu siêu đỉnh cao nha. Và mọi người có thể ăn uống thoải mái và cái độ bám màu của son nó sẽ tầm từ 6 cho đến 7 tiếng nha mọi người. Layout thứ hai có tên gọi là nước ép dâu tây, lấy cảm hứng từ sự ngọt ngào và nổi bật của trái dâu chín mọng. Bộ 3 thỏi son M11 nhà Mercy Dreamy Late Night Melotin màu 09 và màu 12 đến từ nhà Roman Handbook Edition sẽ là một bản giao hưởng hoàn hảo cho một đôi môi ngọt ngào nhưng không kém phần lôi cuốn. Hiệu ứng ombre với sự hòa quyện tuyệt vời này sẽ trộn lẫn với những ưu điểm về chất son mềm mịn, ẩm mượt và độ bám màu đỉnh cao sẽ không hề làm các bạn thất vọng. Và tất nhiên với combination này thì các bạn sẽ thấy đây là một màu son cực kỳ là tôn da và không hề kén men răng. Và đây là một màu son mọi người có thể sử dụng để đánh hàng ngày, hoặc là mọi người đánh đi chơi, hoặc thậm chí là đánh đi tiệc thì đều cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Combination cuối cùng có tên gọi là Pepsi. Nghe thôi đã muốn uống ngay một lon Pepsi rồi đúng không mọi người? Màu đầu tiên mình sử dụng sẽ là màu 10 đến từ nhà Roman Handbook Edition. Đây là một màu hồng tím MLBB lì nha mọi người. Theo quan điểm cá nhân của mình thì đây sẽ là một cái màu son nó chỉ phù hợp cho cái việc đánh làm lớp base thôi. Bởi vì nếu như mọi người đánh riêng một cái màu son này thì mình cảm giác cái mặt cũng như là cái răng của mình nó khá là xỉn và nó hơi bợt. Nhưng mọi người yên tâm, nếu như mọi người kết hợp thêm đánh lòng môi với màu M14 đến từ nhà Mercy Dreamy Late Night Melotin thì mọi người sẽ thấy đây là một cái sự kết hợp siêu siêu đỉnh cao. Không những là không hề kén da và kén men răng, ngược lại nó còn làm cho gương mặt của các bạn nó khá là cá tính và cực kỳ kiêu sa và cực kỳ sang chảnh luôn. Và tất nhiên với câu nói cũ dành cho những ai yêu thích sự căng mịn, ngọt ngào thì đừng quên chốt hạ bằng màu 13 đến từ nhà Roman Handbook Edition nha. Đây cũng là một màu tím nha mọi người. Nhưng cái màu tím này phải nói sao nhỉ? Nó rất là đẹp. Và mình nghĩ rằng đây cũng không phải là một màu son quá là kén da đâu.
Khi mà mọi người đánh cái màu son này đè lên cái lớp son cũ thì mọi người sẽ thấy là cái môi của mọi người nó có một cái chiều sâu rất là hút mắt luôn. Và phải nói đây là một cái màu son nó không hề kén da, cũng không hề kén nên răng. Và đặc biệt nhá, nếu như mọi người mà đi tiệc với cái màu son này á, phải công nhận là nếu như mà mọi người nổi bật thứ hai thì không có ai thứ nhất luôn. Ở cuối video này mình sẽ có hai phần quà giveaway là 4 thỏi son nằm trong bộ sưu tập son Romance Handbook Edition dành cho hai bạn may mắn nhất nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like và subscribe nha. Bye bye!